Ơi, chào anh em nghe. Sáng nay mình sẽ bẫy chim bằng cái lồng bẫy này anh em nghe. Mình sẽ thử bẫy cái con bìm bịp xem thể nó ra thế nào anh em nghe. Đó, xung quanh đây thì mình cũng thấy bìm bịp được mọi người. Đây, mồi của mình là một con dế nha anh em nghe. Con dế dũi này. Đó, rụt dưới đất này. Đó, thấy chưa? Đó rồi. Mới chui được đó mà. À đây, còn sống rồi mọi người nghe. Ha. Đó, ha. Rồi, mình sẽ cột lên đây nha mọi người nghe. Đây. Mình sẽ cột nó lên đây. Rồi. Cọc nãy giờ như thế rồi đó mọi người nè. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho nó một nhóm đất anh em nè. Đó, đất tráng vô cho nó nổi cái con dế nó lên cho con chim nó dễ phát hiện anh em nè. Đó, thấy chưa? Đó. Đó, ôi trời, trời, nó quậy như thế là con chim nó tới là nó sẽ dễ dính anh em nè. Rồi. Là mình tiến hành là mình đẹp anh em nghe. Đây. Cái của mình bắt đầu hàng. À, rồi, sẽ tiến hành đẹp các bạn. Đẹp nó ra như thế này đây. Đó. Rồi. Ok nha anh em nghe. Cũng hấp dẫn nha anh em nghe. Rồi. Mình sẽ mở cái loa nha anh em nghe. Ok, bây giờ là mình sẽ bật loa rồi mình chỉnh lại cho anh em xem thử nha anh em. Anh em có tới thì sẽ quay lại cho anh em xem cho vui. Ok.
Con hình hạch rồi nó cũng vô nó ăn con dế anh em ơi, thấy chưa? Rồi mất con mồi của mình rồi anh em, mình có một con mồi với anh em. À chưa 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 vẫn còn anh em nghe, mình tưởng mồi nó mất rồi. Ôi trời ơi, con này mà cũng vô ăn con dế luôn anh em ơi. Ha. Ơi. Con đi mà cũng khoái dế hả? À? Ai thiệt. Hả, mình sẽ thả nó lại nghe anh em. Đây. Thả cho nó đây. Ôi chù, nó kén mình anh em này. Đây. Ok nha anh em. Ok nha anh em, còn gì đây anh em. Ấy quá anh em ơi. À, con chim này giống như là con chim sao ấy nhỉ. À, rồi đó. Ôi nó bay đâu anh em, nó bay ra là cái lỗ này nè, điện nó rộng quá anh em này. Thấy không, mình nói chim sao nó có dính rồi nó cũng bay ra là mình biết ngay mà mình chưa kịp bắt nó anh em nghe. Ok rồi anh em, thì mình đặt bìm bịp mà bìm bịp cũng không thấy tới anh em, dế dũi thì hết rồi, thì mình còn cái dế này ra anh em đó, thấy chưa, dế này là mình mua ngoài tiệm ra anh em, nam ngon thì cũng được xè rất là nhiều anh em nghe, nói chung là dế này rất là rẻ anh em đó, thấy chưa. Thì sáng nay mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách đặt cái bẫy này luôn anh em nghe, thì đây hướng dẫn chi tiết cụ thể từng chi tiết luôn anh em nghe đó, anh em chặt hai cái cây như thế này đây anh em. Đó, hai cái cây như thế này. Ok chưa? Hai cái cây như thế này. Anh em sẽ cố định cái bẫy của mình cho nó cứng này. Đây này, đó. Mình sẽ cố định lại nha anh em ơi. Thọc vô đây mình cố định nè anh em này. Đó. Đó, anh em thấy không? Thọc vào đó, mình cố định lại cho nó cứng. Đó, để mình quay lên cho anh em xem này. Đó, quay lên mình có một cây nữa này. Có hai cây mới được anh em nha. Một cây là nó con chim nó đậu lên cái lồng mình là nó lét lên nó sẽ rớt cái bãi xuống anh em nghe đó. Tiếp theo thì anh em ơi, chặt cho mình một cái cây như thế này đây anh em nghe đây đó, anh em thấy rõ không, một cái cây nó có hơi cái liên đi lên anh em này, cái cây nó có chữ V anh em nghe đó, mình mà phải trơn anh em nghe đó, nó trơn dưới cái này anh em này, tại vì cái lồng nó sập xuống là nó sẽ sượt theo cái cây này anh em nghe, anh em thấy không, anh em hiểu không? Rồi ok, tiếp theo là anh em vẽ cho mình một cái nhánh anh em này, cái nhánh của cái đầu cây anh em, anh em tước rồi à, thấy không à, anh em tước rồi, cái cây nào mà nó không có mát anh em nghe, cây nào cho nó sung sung anh em nghe thì nó sung thì nó dễ nó nhạy hơn anh em nghe đó,
mình tước ra như thế này á cho nó sung anh em này. Đó, tước cái đào này thôi, cái đào này là mình cố định vô cái mình tước cho nó sung xí ta anh em này. Mà anh em lựa những cái cây yếu yếu thôi anh em này, những cái độc cây á, độc cây tươi mà nó yếu mà nó rất là dẻo anh em này. Đó, thấy chưa, mình thì mình lùm như thế nào thì mình hướng dẫn cho anh em như thế như vậy thôi. Đó, anh em thấy rõ không? Rồi, bây giờ là mình bắt đầu là mình tiến hành mình đẹp này. À đây, hê cái cây này nữa anh em. Thì hê cái cây này là chủ yếu là hê cái cây gót thôi anh em. Thấy không? Hê cái cây này là nó gót cho con chim nó đi, nó dẫm lên là nó sẽ sập bãi anh em nghe. Đó, mình sẽ lùm, mình sẽ đẹp cái cây này vào đây anh em nghe. Anh em thấy không? Đó, đây là nó cái sập cái bãi xong là nó sẽ trượt anh em này. Đây, để mình chỉnh lại cho anh em thấy nè. Đó. Rồi anh em lồng cái cây vào đây anh em nghe. Lồng một tí cây vào đây. Ok chưa? Đó, dưới này thì nó sẽ như thế này đây anh em nghe. Đó, mình sẽ bẻ một khúc đi cho cái cây này nó cách mặt đất này anh em nè. Đó. Nó cách mặt đất một tí anh em nghe. Xong rồi mình với cái đút cái cây này một cắm qua cái chữ V anh em nè. Nhưng mà trang cái khoảng trang đây là con chim nó đi vào trang nó mới dậm cái này anh em nghe. Cho anh em cắm ra ngùa này quá là con chim nó chưa kịp vô trang cái lồng á là nó dậm xuống là nó không sập anh em nghe. Nó sập mà nó không đáng chứ quên. Xin lỗi, nó không sập. Nó cũng sập chứ không phải là không sập mua. Đó. Mình chêm như thế này đây anh em nè. Anh em thấy không? Đây, để mình qua lại cho anh em xem. Đó, anh em thấy rõ không? Cái cây này nó gót phía sau cây này nè. Đó, hay cái cây này nó sẽ bung ra là nó sẽ kẹp cái cây này lại anh em nghe. Anh em thấy không? Đó, còn cái cây này á là mình gót trên cái cây này anh em nghe. Đó, như vậy là con chim nó đi nó dẫm vào rồi đó là nó sẽ sập bãi anh em nghe. Nó dẫm vào là nó trượt, nó bung cái cây này ra. Bung cây này ra là nó sẽ sập bãi anh em nghe. Đó. Đó, cái bãi mình thì nó cấu tạo là nó như vậy anh em thọc cái cây này qua đây. Thọc cái cây này vào cái lỗ này là cái này là nó kẹp với cái cây này anh em nè. Anh em thấy không? Đó, nó xuống đây và nó quẹo qua bên này. Nó méo qua bên này ở phía trang mép trang cái cây này anh em nghe. Đó, anh em thấy rõ không? Đó, khi mà con chim nó vào á. Đây, để mình lấy cái cụm chỉ này cũng được này anh em này. Mình sẽ thỏa nhẹ xuống này. Đó, nó sẽ sập liền anh em nghe. Anh em thấy ok ha? Đó, cái bãi này nó rất là hay anh em nghe. Mình sẽ lùm lại một lần nữa cho anh em cùng thấy luôn nè. Anh em nào hôm trước mình có lùm cái video mà anh em bảo là không có chỉ rõ. Đó, bây giờ mình sẽ lùm cái video rất là chậm cho anh em thấy nè. Mình xáo qua cái lỗ này. Cái cài này là ở phía ngùa cái lồng nghe anh em nghe. Phía ngùa cái lồng này. Đó, thấy chưa? Mình thọc vô đây. Đó, thấy chưa? Mình xuống đây. Là mình rút cái cây này lên anh em nghe. Đó, mình gót cái cây này lên. Sao cho cái cây này thì nó ở trang cái lồng nghe anh em nghe. Đó, còn cái cây này á, là chỉ phụ thôi. Đó, anh em thấy không? Đó, như vậy á, là con chim nó lên nó đột cái cây này nó cũng ngõ. Mà nó đột cái cây này là nó cũng ngõ nghe anh em nghe. Thì mình thấy là rất là hay, rất là nhạy nghe anh em nghe. Chủ yếu là anh em lồng cái cây này sao cho nó yếu yếu nè, nó đừng có cứng quá. Nó cứng quá là cái độ bung nó sẽ khó bung đó anh em nè. Là nó cứng anh em nè. Còn cái lồng này á thì anh em nên lùm cho cái đào cái lồng này nó nẹn anh em nghe. Nẹn hơn một tí để nếu mà anh em bắt chim nhỏ thì không cần nẹn luôn. Còn anh em bắt cu rồi thì nói chung là anh em phải chêm sắt 6 vô. Sắt 6 hay sắt tốm cũng được. Thậm chí sắt 10 vẫn là ok nha anh em nghe. Tại vì con cu cũng rất là nẹn, hắn đi nó dẫm lên là nó sập liền. Thì cái bãi này nó rất là hay và trí tuệ. Mình thấy nó hay anh em nghe. Thì mình cũng hạt hủ lại thôi anh em. Chứ cái cách đẹp này mình thấy hay cho nên mình chia sẻ lại cho anh em. Đó. Ok nha anh em. Rồi ok anh em. Bây giờ mình sẽ chơi con cuốc trồng luôn anh em. Đó, hay con dế mình để đó anh em. Thì mình sẽ bãi con cuốc trồng thử xem sao. Đó, thấy ok không? Rồi.
con này dường như nó không khoái dễ đâu anh em nghe. Mình sẽ bỏ luôn cái loa vào lòng anh em nghe, xem thử nó có vào không anh em không. Em cua tôi mình bỏ cái hướng nào đây, đây hướng này đi đó. Mình sẽ chơi cái hướng này anh em nghe, chừng nào mình sẽ biết lại một tí anh em nghe. Xem thử con này thử đó, cho nó đi một cái hướng đó thôi anh em nghe. Ok nha anh em. Đó anh em thấy chưa, ok không? Rồi mình sẽ bật loa anh em nghe, xem thử nó có đi qua không anh em nghe. Đó không, mình sẽ để loa hướng này đi, để loa đây đi. Đó rồi ok nha anh em nghe. Rồi bây giờ mình sẽ bật loa anh em nghe, để cho nó tránh cái cành này nó búng ngoài là nó đúng cái loa nữa anh em, đúng cái loa là nó sẽ không dính nữa. Rồi vậy đi, rồi mình sẽ bật loa lại anh em nghe. Ok ok cho anh em nghe, thú vị anh em nghe. Ok nha anh em, mình để cái loa này mà nó đi quay một vòng rồi nó quằn mẻ anh em. Rồi mình sẽ vác nó ra nghe anh em nghe. Đó ui trời, nó tầm tí mà trời đào rồi anh em ơi. Đó, thấy chưa? Đó, ok nha anh em. Thú vị ghê á. Rồi, ok nha anh em. Thấy chưa? Mình cũng sẽ thỏa nó đi lại thôi anh em, bẫy nó cho vui thôi anh em. Đây. Đó, ba liền thấy không anh em? Rồi. Thì cái bãi này mình có hướng dẫn cái nguyên lý hoạt động của nó là như vậy rồi anh em. Thì con cúc này thì nó vô nó không có thích dế anh em nghe. Mình thấy nó đi qua đi lại mà nó không thấy, nó thấy dế rồi mà nó không ăn mọi người. Rồi mình đã hướng dẫn hết cái lời rồi mọi người. Thì cái cách bãi nó như vậy đó mọi người. Thì mình cũng chúc mọi người là thành công trong cái việc đặt bãi như thế này nha mọi người. Rất là đơn giản nhưng mà rất là hiệu quả nha mọi người nghe. Chỉ cần đột lên là dính. Ok. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong một cái video mới nó hay hơn. Chào tạm biệt mọi người.